Xin chào quý vị và các bạn. Đây là hình ảnh mình quay từ trên cao xuống khu dân cư Cô Tách, Phú Gia, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè nha quý vị. Còn đây là hình ảnh trường cấp 3 Dương Văn Dương. Khu dân cư Cô Tách Phú Gia này có quy mô là 6,5 hectare. Đây là mình quay hình ảnh khu Phú Gia này. Xin chào quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một dự án mới. Dự án này có tên gọi là Cô Tách Phú Gia nha quý vị. Đây là mình quay hình ảnh mấy khối chung cư thuộc khu dân cư Cô Tách Phú Gia. Khu dân cư Cô Tách Phú Gia này có tổng quy mô là 6,5 hectare nha. Thì trong đó có 4 block chung cư này. 4 block chung cư này công ty Cô Tách không đủ điều kiện để xây dựng và họ đã bán lại cho công ty cổ phần Hiệp Nguyên. Và công ty Hiệp Nguyên đã xây dựng và đã bàn giao cho cư dân vào ở tới nay cũng được 3 năm rồi. Và khu căn hộ này đã có sổ nha. Dự án này Cô Tách Phú Gia này có quy mô là 6,5 hectare, thì trong đó có 145 nền nhà phố, thì có 9 nền biệt thự nha các bạn. Trong này quy hoạch là đường, tất cả đều là đường rộng 16 m. Đây, trong này có trường học cấp 3 Dương Văn Dương này. Ở đây người dân người ta buôn bán phục vụ cho các em học sinh này. Cấp 3 Dương Văn Dương này, nếu mà đường chính của nó thì phải là đường kho xe nối dài. Đây là cái cổng này, cổng phụ nha quý vị. Cổng này cổng phụ. Thì cái chỗ đường đi ra vào đây nó là cái một nền đất. Mình không biết là trường mua hay là như thế nào, nhưng mà đây là cái đường tạm thôi. Cổng chính sau này sẽ là đi bên đường kho xe nối dài, nhưng đường kho xe nối dài hiện nay chưa có làm. Và bây giờ mình đi tiếp tục đưa các bạn đi tham quan này. Cái đường kho xe nối dài thì nó nối dài là từ đường vào kho xe chỗ Đào Tông Nguyên nối ra chỗ Cô Mát Nguyễn Bình. Đường đó quy hoạch lộ giới là 40 m nhưng hiện nay chưa làm nha các bạn. Đây, đường này rộng 16 m này các bạn. Trong này phân ra 145 nền nhà phố liền kề, có diện tích ngang từ 7 m. Dự án này công ty Cô Tách họ đã đầu tư và phát triển tới nay là cũng tương đối lâu rồi, cũng hơn chục năm rồi nha các bạn, từ năm 2008. Đây, trong này thì cơ sở hạ tầng điện nước là âm, có nên trạm biến áp điện rồi này. Đường này là các bạn đi thẳng đây, là các bạn mình đi ra ngoài khu dân cư Cô Tách nha. Ngoài tập sau mình sẽ giới thiệu đến các bạn hình ảnh khu dân cư Cô Tách. Trong này quy hoạch thì điện nước âm mà hiện nay chưa được xây dựng. Sổ công ty đợt vừa rồi họ mới ra được khoảng 60 nền là có sổ, còn lại là chưa có sổ nha các bạn. Đây, đường này cũng rộng lắm. Ở đây thì là đều quy hoạch đường 16 m hết này. Đường điện chiếu sáng bên đường, hai bên đường đều có này. Vỉa hè trước đây họ làm đẹp lắm, nhưng vì công ty Cô Tách họ không có kinh tế để làm và tiếp tục duy trì bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng lên, hiện nay cơ sở hạ tầng đã xuống cấp rất nhiều. Ở đây thì quy mô là 6,5 hectare, trong đó có 4 block chung cư và 145 nền nhà phố liền kề, 9 nền biệt thự. Thì trong đó 4 block chung cư công ty đã bán lại cho công ty cổ phần Hiệp Nguyên. Thì công ty Hiệp Nguyên họ đã xây dựng từ năm 2010,
18, 2017, 18 và đã bàn giao cho cư dân vào ở. Công ty Hiệp Nguyên, công ty mới nhưng hiện nay đã ra sổ hết cho toàn cư dân nha các bạn. Còn ở đây thì công ty Cotech họ không ra được sổ cho cư dân mà cư dân phải tự bỏ tiền ra, họ đầu tư, họ đóng góp rồi họ làm lại làm sổ, ra sổ. Thì đợt rồi là ra được khoảng 60 nền là có sổ rồi. Công ty Cotech họ đã làm hệ thống điện này, rồi hệ thống đường ống dây điện, nhưng mà không có người quản lý vào bảo trì. Nên các bạn nhìn này, hệ thống tủ điện, đường điện này. Gạch thì vỉa hè đã nát gạch nhưng mà hiện nay nát hết rồi, vỡ hết rồi. Trong này hiện nay là vẫn còn hoang hóa, chưa được xây dựng nha. Ở đây là hệ thống xử lý nước thải là công ty cũng chưa có làm. Đợt công ty Hiệp Nguyên họ đầu tư xây dựng chung cư đây thì công ty Cotech có chuẩn bị làm nhưng mà không biết vì lý do gì đã ngưng từ đó đến nay. Đây, đi vào trong này, đây dãy đất này là dãy đất quy hoạch là biệt thự nha các bạn. Đây, cái phần này là quy hoạch là biệt thự này. Các bạn nhìn ra kia là khu chung cư Phú Gia này và trường Dương Văn Dương. Còn mấy những căn nhà phố bên này và những căn biệt thự này thì nó là thuộc giai đoạn 1 của công ty Cotech. Bên đó thì có sổ hết rồi và được phép xây dựng nhưng còn bên này hiện nay chưa được xây dựng nha. Hệ thống đèn chiếu sáng có này, cây xanh trong này quy hoạch là họ trồng hết là toàn bộ là cây bàng Đài Loan. Về cơ sở hạ tầng thì tổng quan mình nhìn là cái đường xá trong này họ quy hoạch đường rất là rộng, là đúng bài bản trong tương lai á. Dự án đường mà đường 12m thì vẫn là nhỏ, đường phải là rộng 16m như này. Rộng 16m trở lên như này mới đúng này. Trong này nhiều nhà dân họ tận dụng lấn chiếm cái vỉa cái bờ rạch này. Họ lấy bờ rạch đấy họ xây dựng, họ làm nhà tạm họ ở nhá. Đây. Đây là bờ rạch các bạn. Từ cái vị trí khu dân cư Cotech Phú Gia này, nếu mà quý vị đi muốn đi vào đây thì mình phải đi theo đường Nguyễn Bình đi vào, hoặc là mình đi theo đường Huỳnh Tấn Phát thì mình đi vào khu dân cư Phú Xuân, mình đi qua cây cầu sắt để mình đi vào dự án này nha các bạn. Trong này vẫn còn hoang hóa lắm. Trong này thì chủ đầu tư họ cũng quy hoạch là có hai công viên rất là lớn. Nhưng mà hiện nay thì nhìn đây là toàn bộ cỏ. Nếu mà các bạn có tiền, mình mua những cái nền mà có sổ rồi, mình mua để dành đầu tư lâu dài thì là mình thấy ok. Còn nếu như các bạn mà mua những nền chưa ra sổ đấy, thì mình cũng không biết như nào đâu và cũng chưa biết khi nào mới ra sổ. Đây, những nền có sổ này, cái dãy này là có sổ hết rồi nha các bạn. Cái phần này là phần công viên này. Và đây cũng là quy hoạch công viên hết nha các bạn. Đây lối ra vào khu dân cư này. Đây. Thẳng đường đây thì các bạn đi là mình đi ra ngoài trung tâm huyện nha. Ra ngoài Ủy ban Nhân dân huyện. Còn đây là bãi giữ xe, họ tận dụng những cái nền đất đây, họ thuê lại để họ làm bãi giữ xe. Trong khu Phú Gia này thì cơ sở hạ tầng cũng rất là đẹp, về tổng quan là đẹp. Đây, cái phần này là phần công viên này. Ở đây mình có nên đầy đủ hết rồi, cơ sở hạ tầng thì đẹp. Đây, đường vỉa hè rộng lắm.
Nhưng mà tiếc là hiện nay chưa được xây dựng này. Đây có hệ thống trạm cấp nước cứu hỏa, đường điện chiếu sáng, rồi hệ thống nước sinh hoạt. Nhưng mà trong này trạm xử lý nước thải chưa có nha các bạn. Ở khu này đông vui cũng nhờ vào một phần là khu chung cư Phú Gia đây họ đi vào hoạt động này, nên cư dân họ về đây cũng rất là đông. Như trước đây chỉ có mỗi cái trường cấp 3 này thì vào các bạn vào đây vắng lắm. Nếu quý vị và các bạn thấy video mình hữu ích, nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.